nàng có hay biết rằng nàng biết chúng ta càng bên nhau đau cứ tha sợ đớn đau cho nàng nên không biết thân phận kiếm phú dám mơ cành hoa để cách xa đôi mình nên trả lời chọn tướng công cho nàng lâu tia gắt son nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng là sao nhúc mắt thăng thầu có ai đớn đau gì đâu nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng là sinh ra trong gia đình làm hầu thính hầu luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ nơi có đầy yêu thương là ngọc cành vàng thân tôi mang kiếm phu không được ngại gần đến nay nhưng đôi đua bốc nhau vẫn mơ được trời nắng bao em thương tôi trái ngang giống cha mẹ đòi tôi cha đang tay mối tình hầu đôi để như đại ca tinh nàng có hay biết rằng này cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta không biết thân phận kiếm phú dám mơ cành hoa để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang thèm con chọn tướng công cho nàng lâu kia gắt son nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon nước mắt thăng hầu có ai đớn đau gì đâu nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon nước mắt thăng hầu có ai đớn đau gì đâu trái ngang giống cha mẹ đòi đứng chân đang tay nối tình hầu đôi tiếng thứ đại ca nàng có hay biết rằng này cha mẹ đang đến chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta không biết thân phận kiếm phú dám mơ cành hoa để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang đánh con chọn tướng công cho nàng lâu kia gắt son nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon nước mắt thăng thầu có ai đớn đau gì đâu nàng có hay biết rằng nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu có thứ tha sợ đớn đau cho nàng nên ta không biết thân phận kiếm phú dám mơ cành hoa để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang đánh con chọn tướng công cho nàng lâu kia gắt son nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon nước mắt thăng thầu có ai đớn đau gì đâu.